Bác nào cần dao? Cứ alo cho mau. 0947 640 046. Đáp phát đẹp thế. Được cá rồi mọi người ạ. Lên lập chiến công đầu nhá mọi người nhá. Chỉ cần một phát cá thôi. Ông người tám hiểu ơi. Ôi trời ơi, được cả chỗ. Mích Đường Yên. Mích. Nào, chân. Mích Đường Yên. Ông Mích đâu cứ thấy được cá là nó lao vào mọi người ạ. Đừng yên mà. Đừng yên. Phát này táp xuống nhờ. Làm cả phuộc phát. Đang nhìn xuống. Ôi, Chiều Nhi. Chiều Nhi cũng là lập thành chiến công rồi đấy. Dẫn đầu 1-0 nhé mọi người nha. Chồng rồi đấy. Anh có đấy không anh? Anh có kìm không? Không. Chị cầm kìm không chị ơi? Không. Lấy cái túi đựng cá nữa. Cứ năm chia gì ở mai ném phát ra giữa ăn luôn. Kìa đấy, trước mặt. Ấy, táp à. Còn táp của chị Như. Mình ném con lên mai không ăn máu đề bứt một đường một. Máu đề là hợp của con chuột sóc rồi. Còn Tê Quýn á. Tê Quýn hả? Ờ, anh đánh chuột sóc. Anh à, anh Hoài. Nhử. Đây mày. Anh là nuôi ổ mái con đấy đấy. Đâu, đưa 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 tìm. Trốn đi. Trong sâu nấy ra trong sâu. Được nhân viên được không? Một em. Một em. Nào nào tránh. Tránh ra. Rồi, to nha anh em nhá. Kìm đâu? Thôi không cần kìm. Ui, nuốt trọn cả con gà luôn. Cái này anh tự đấy được. Em bên kia kìa. Ây. Con này lúc ném không. Sao cứ biết nhỉ, tao thấy anh chỉ nhìn cái cần sao cả thấy giật. Số kìm đâu nhỉ? Kìm ở bên kia. Lấy kìm nhá. Ủa nó nuốt à? Nuốt cá con nhái luôn anh em ạ. Đấy. Được rồi chú ơi. Được rồi. À nha, mình sẽ vứt lên. Ơi, xuống là không được tính đâu anh em ơi. Lên bờ. Đấy. Ôi nó xuống đây rồi để mua. Ôi nó lăng đây rồi.
Mày không thoát được đâu con trai. Túi cá đâu? Chúng ơi, cất cá này. Đôi buộc câu già kia này. Cho vào cái nồi này. Sao lại đôi buộc câu già, người ta vừa phải lấy nhau. Đôi buộc câu già, cho vào cái nồi này. Nào mít ra. Mít ra. Ôi dồi ôi. Chết. Chết ôi chết ôi. Ôi thôi. Vẫn được. Được. Câu nó phải biết quan trọng, nó phải biết câu. Úi dồi ôi. Ôi thôi. Đóng cá là không thể ra được. Ê, kìm này. Kìm nào, đây. Phải dùng kìm cho an toàn anh em ạ. Đấy là đội mình 2-0, 3-0 rồi. 3-0 rồi, đội LK chưa được con nào. 3-0 anh em nhá, đây, toàn con tụ bự rồi. Đấy, kìm này. Những con biết câu nào. Nhà vô địch. Mình lại thích hợp câu lu hơn là câu lục. Chuyển mỗi môn. Không móm đâu. Thầy ơi khác đi em sợ còn đến nát. Lên rồi, cố lên, nhưng mà sắp hết giờ rồi. Rồi bạn còn 3 phút nữa. Cho hẳn 5 phút luôn. Cá to. Ui.
máy, nhà máy. Đấy mà đi con cá rồi. Tối mày vẫn ngủ luôn. Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Người ta tính số lượng, con tính tui. Chất lượng. Thế, gù đầu luôn. Gù ngón thôi. Con nên như con lúc trước mày thả xuống vậy. Ô, cái con tự nhiên bên kia thả xuống đúng không? Nhắc lên nó. Đừng kia nữa. Đúng rồi. Cá này em được một con như này này. Đồng con nó mảnh thả lắm. Mảnh thả rồi dư, mảnh gờ. Anh còn cái lươn nào? Không được chơi cái môn này. Đánh vơi, đánh mỗi tay rồi. Ai được cao con à? Không có lưỡi. Có mồi thôi. Bé mà con nhỉ? Con 2 đấy. 2 con 3. Con 2 con 3. Cường bảo nghe là 2 con 3. Xìa phất. Chiều. Con thứ tư cho loại tam mao. Đấy, to đấy. Thằng khủng, thằng khủng. Ok, tổng kết nha anh em nhá. À, tỷ số 4-2. Bài hốt. Mình được nhiều nhất anh em ạ. Giải nhất một chiếc ô tô VinFast. Thành quả của anh em mình rồi. Toàn cá đại bự thôi nhá. Toàn cá to đây. Con Văn Quỳnh Như ca sĩ xóm mà được giải con cá to nhất. Đấy. Mao Đệ được giải con cá đầu tiên. Còn không, Lờ Cao Hòa không được con giải này. Không được giải nào. Được một để con không được giải. Đấy, bây giờ mình và Mao Đệ đã giành chiến thắng rồi nhá. Bây giờ ca sĩ xóm với Hòa Lê phải làm ẩm thực cho anh em mình chén. Ok. Rồi. Chẳng có tiếp khách thôi, anh em biết rồi, tiếp khách thôi. Chẳng lẽ bây giờ bắt khách khấu câu được rồi khách làm đồ ăn cho chủ nhà anh. Vô lý. Thực ra là em nướng tay thôi, bình thường là em hả? May còn không phải cõng anh em mình từ Ba Vì về đấy. Dám phát biểu là nếu mà móm á, cõng từ Ba Vì lên đây về Ba Vì. Ok nha mọi người nha. Mình ngồi không chơi chán quá. Vào nướng không? À, hôm nay làm món đắp đất này à? Em phát hiện mình có môi tăng anh. Mình sẽ đắp đất vào cả nữa anh. À. Ngay trước em ra anh cho em ăn đất thì chứ. Đây cầm đất để ăn. Hơn đất lại. Nhưng mà con này nó nhỏ, nó dễ đắp. Chưa bao giờ mình câu được nhiều cá này. Thế nên là mình đang rất là vui. Kiểu như là mình... Nó theo kiểu gì nhỉ? Vui. Nó theo kiểu là có người bao móm được cho. Đánh đâu thằng đấy. Ờ đúng rồi, đánh đâu thằng đấy, đánh lục được cá. Lúa được cá, hay mai đi đánh đai. Đánh đai thì chắc chắn là được cá. Hay ta nướng thử hai con trước xem ngon không? Dày dày. Đắp được luôn. Đắp một con.
Bây giờ anh cầm lên rồi em đắp lên mặt trên. Nhìn nó sai sai. Này quả không chín. Đột cho bằng chín thì thôi. Cá lóc thì bùa anh em mình hay nấu theo kiểu là đốt. Trơn. Nhâm nhảy á. Hôm trước còn đắp được cả con kia cơ mà, con cá chấm đen cơ mà. Con này không đắp được, người ta cười. Đất quả chìm hơn đấy. Đất ba bi dịn hơn. Rồi, cho nó lên. Lên lò. Ôi trời ơi, đốt lửa sớm quá. Hay bỏ đất thì đốt cả con. Hay bỏ đất đốt cả con. Em thấy đất nhom nhèm quá. Đặt vô cá lên. Ui giời. Nhòm nhèm quá. Rồi, đẩy nhanh hơn. Chuẩn không? Chuẩn. Ừ. Đâu thế này đi. Đó, rửa đây. Ôi, chết à. Đó, phải, cũng phải rửa sạch chứ. Rửa đi. Nó tí bóc. Ok, thế này là nhanh nhất. Ui. Ê. Rửa tay anh, mau lên. Không là cái đùa. Hơi ngắn. Cá hơi dài. Do cá hơi to đấy. Cá hơi to đấy. Ôi ta chịu khó chở. Lật. Ô dê. Ô dê. Ô dê. Cứu. Ây ạ. Trơn quá. Trơn lắm. Cái đùa. Đùa. À, cái kem á. Cái kem á. Đó. Đấy. Quan trọng là. Chị đứng. Em đã được rồi. Có nước gì nữa. Ây da. Nhanh chín mà. Đốt đi. Dơ mới ngon, đốt củi không ngon lắm. Tốc độ các bác nhá, tí tí là chín đó. Tại cùng đỏ bùng á, đừng nhánh để ăn á. Ok nha anh em nhá. Chín rồi, chín rồi, hả nó. Quá cái này, con gì quá cái. Để yến mà. Chắc nhờ. Đấy. Con này này, khác biệt chưa. Con dài như là mít ơi, mít ơi. Này là cho vài đường cơ bản nữa. Nước thánh vào. Anh dòng lãnh thổ, bố cá là của tao. Đây. Giờ đây đi thưởng thức món cá sộp với mình câu được. Em con nào trước nhỉ? Con một nhỉ? Đấy, con này con đẹp này dài nhất, đẹp nhất này anh em nhá. Em câu đấy. Bóc được. Hả? Bóc á? Đấy, mình bóc đi. Bóc nó nhăm nhăm, nó bẩn hơn đấy. Bây giờ mình cạo đi xong mình bóc. Nhưng mà con này nướng không chuẩn, ngon nhất mà lại nướng bị nát hết rồi. Trong này đầu bếp không ăn thua mọi người ạ. Đầu bếp LK. Chắc là mấy hôm mình xem này, clip thấy mấy bên này, kì này. Mấy cái món ngon chắc lại ra nhà hàng đặt. Đặt về quay. Đặt về quay. Chết thật. Ok, rồi, anh em ta xử rồi. Đó, xử rồi. Ok, à. Anh về em đi. Xin lỗi. Rồi anh. Anh về em đi. Ok. Đây này. Mời mọi người nha. Mời cả mọi người nha. Đây này. Úi trời. Đấy, cán tự nhiên nó phải như thế này nhá mọi người nhá. Như mấy con cá.